Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu cũng có nồng quê. Nhậu một chút rồi đi, thôi về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt sai, nhậu phải overnight. Nhậu cho quên ngày mai, không say ta sẽ không về. Điều một trong nhậu không được chửi thề hay nói tào lao. Khi say rồi thì phải đi ngủ, chừng nào thức dậy quất tiếp đợt sau. Đứa mua rượu đứa phải mua mồi để tránh nội bộ lục đục xào xáo. Lúc đang nhậu phải giữ vệ sinh, không được khạc nhổ làm dơ quần áo. Điều thứ hai là cấm tuyệt đối, khi đi nhậu không dắt vợ con, để hạn chế rồi còn một đống mà khi nhìn lại là hết mà ngon. Nhưng khuyến khích dắt theo em vợ, đặc biệt là những cô gái không so, để tạo nên hưng phấn khi nhậu. Nhưng cấm mấy anh không được làm loạn, phải đặc biệt chú ý điều ba. Lúc tính tiền không được ngồi xa, lúc tính tiền không đi toilet, tôi mà bắt gặp tôi kêu quản trà. Hay là giả vờ có điện thoại, hay là nhận người quen bằng bên. Khi mà là thành viên của hội thì phải tự giác, đừng để gọi tên nè. Nhậu, nhậu y như là thi, nhậu cũng có nồng quỳ. Nhậu một chút rồi đi, thôi về đi ở làm gì. Nhậu phải cho thiệt sai, nhậu phải ố hồi này. Nhậu sao quên ngày mai, không say ta sẽ không về.